Theo cáo trạng, vào 15 giờ 30 phút ngày 17 tháng 7 năm 2021, sau khi đã uống bia, đối tượng Phạm Văn Vinh điều khiển xe mô tô chở một người bạn đi từ thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 cầu Đá Vách, đối tượng này không thực hiện khai báo y tế theo quy định và cố tình điều khiển xe mô tô chạy vào làn đường ngược chiều, trốn tránh khai báo y tế. Khi một cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thị xã Đông Triều ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu thực hiện khai báo y tế theo quy định, đối tượng không chấp hành, đồng thời chửi bới, xúc phạm và tấn công làm bị thương người thi hành công vụ. Việc đưa đối tượng này ra xét xử lưu động được dư luận xã hội và cấp ủy chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Phiên tòa được truyền trực tiếp trên trang DDCI Đông Triều và được truyền thanh đến các thôn khu dân cư địa phương nhằm tuyên truyền giáo dục nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phiên tòa đã xử nghiêm minh, đúng pháp luật, đúng người, đúng tội. Và thứ hai nữa là bị cáo cũng đã nhận thức được các cái hành vi vi phạm của mình. Cái thứ ba thì cũng qua phiên tòa này thì cũng là một cái thông điệp để kịp thời tăng thêm cái lòng tin của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chạm chốt. Theo tôi thì cái phiên tòa tổ chức ngày hôm nay là rất là tốt. Đây là một hoạt động tuyên truyền pháp lý đến nhân dân để nắm bắt về cái quy định pháp luật. Ngoài ra thì đây còn là một cái hoạt động để cảnh báo đến người dân trong công tác gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật nói chung và cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID nói riêng. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Phạm Văn Vinh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ phạm tội và các quy định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Vinh 15 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Đây là bài học nghiêm khắc đối với những đối tượng không chấp hành quy định của pháp luật, nhất là trong thời điểm tỉnh Quảng Ninh và cả nước đang nỗ lực ở mức cao nhất phòng chống dịch COVID-19 hiện nay.